Một con ếch ăn con cào cào, một con người không biết Phật pháp, không biết nhân quả, tà kiến, đoạn kiến bắt một con cào cào, sau đó giết nó để dùng cho việc nuôi chim cảnh. Như vậy trong hai trường hợp này, cái nào tội nặng hơn? Này yêu cầu giải thích theo vi diệu pháp. Sư á, là sư chủ trương giải thích theo cái kiểu mà mọi người đều có thể hiểu. Muốn giải thích cao thì nó đơn giản thôi. Nhưng mà mình nói để chứng tỏ là mình giỏi để làm gì, hiểu không? Cái sự quan trọng là sư nói để cái người chuyên môn thì họ cũng hiểu được, mà cái người thường á họ nghe cũng hiểu được. Thành thử là sư rất là hạn chế dùng những cái từ, thứ nhất là dùng cái thuật ngữ chuyên môn quá nhiều, hoặc là sư cứ phan Pali vô. Tại vì quý vị biết mà, lâu lâu sư có thể sư phan một vài cái từ Pali, một vài câu Pali, hoặc là một vài trích dẫn, một vài đoạn kinh, nó sẽ chứng tỏ sư là một người rất là dữ dội, rất là sang, và hiểu biết rất là nhiều. Nhưng cái quan trọng là cái người cần biết họ có biết được hay không, hay là họ chỉ đơn giản họ nói là ô chỗ ông sư giỏi quá, ông sư biết nhiều quá, nhưng mà hỏi hiểu gì không thì không hiểu. Nghe thì nó có vẻ nó hay, nó sang vậy thôi, chứ còn hiểu thì chắc là không có duyên. Thì sư không chủ trương như vậy. Rồi bây giờ quý vị hỏi về nghiệp thì trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Đức Thế Tôn có nói có bốn chuyện mà mình không thể tìm hiểu một cách cặn kẽ được, mà mình gọi là bất khả tư nghi, tức là không thể suy tư tìm hiểu đến nơi đến chốn, đến đầu đến đũa, bởi vì đó thuộc phạm vi trí tuệ của một vị chánh đẳng giác. Một trong những số đó là gì? Nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghi, tức là mình không biết tường tận được. Tại vì á, mình phải xét nhiều khía cạnh lắm. Thứ nhất là cái tâm của con ếch lúc đó, tâm nó như thế nào, và cái tâm của người mà bắt cái con cào cào, cái tâm của họ như thế nào. Tâm phức tạp lắm nha. Giả sử như con người đi, họ bắt nó đó để thỏa mãn sở thích giết hại đó, cái nghiệp nó khác. Họ bắt nó đó vì họ thương con chim họ nuôi, họ muốn con chim họ nuôi có cái ăn, cái nghiệp nó khác. Họ bắt nó đó vì họ thấy là đây là việc cần làm khi mà mình nuôi chim, cái nghiệp nó khác. Rồi cái trạng thái tâm lý nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thí dụ như con ếch nó vừa mới ngủ dậy, nó bắt con cào cào, cái nghiệp nó khác. Mà con ếch nó vừa mới thoát khỏi một cái chỗ mà thiếu nước, thiếu đồ ăn, và nó bắt con cào cào, cái nghiệp nó khác. Mà con ếch mà nó mập, nó béo phì quá, nhưng mà nó thấy con cào cào đi ngang qua, nó vẫn bắt nó ăn, cái nghiệp nó khác nữa. Quý vị hiểu không? Tức là khi cái nghiệp mà nó làm, nó có rất nhiều những yếu tố tác động đến nó. Chính bởi vì như vậy Đức Thế Tôn nói nghiệp và quả của nghiệp bất khả tư nghi. Quý vị chỉ đưa lên hai hình ảnh, nó đơn giản và nó quá đơn giản. Nó không có những chi tiết khác để mình có thể mình đối chiếu. Thành ra nó thẳng là không biết được là cái nghiệp nào lớn hơn nghiệp nào. Nói về loài thú đi, thì trừ Bồ Tát, tức là trong những chuyện tiền thân hoặc là trong một số bài kinh, trừ các hạng Bồ Tát thì sư chưa thấy trường hợp nào có, nhưng mà hiếm lắm. Thí dụ như loài rồng thì có, cũng hiếm lắm. Rất là hiếm những loài thú có chánh kiến. Hiếm kinh khủng lắm.
Nhưng mà nói về loài người thì cũng có mấy người có chánh kiến đâu. Chỉ riêng cái chuyện là tin vào nghiệp và quả của nghiệp thôi. À, thì loài thú thì đương nhiên có khi nó cũng không biết cái gì. Nhưng mà loài người thì cũng có mấy người tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên xét về cái tâm si á, cái tà kiến á, thì có vẻ như nó không khác nha. Nhưng sư chỉ nói có vẻ như thôi nhé. À, ví dụ như ở trong trường hợp Đức Thế Tôn ở 3 tháng trong rừng ấy, thì con khỉ dâng cái tổ ong cho ngài, thì đó cũng là một vị Bồ Tát độc giác. Còn con voi hầu hạ ngài cũng là Bồ Tát chánh đẳng giác. Thì Bồ Tát xưa không cần phải nói nữa. Còn loài thú nói chung và loài người mà không biết được Phật pháp nói chung thì nó cũng gần gần với nhau. Nhưng mà loài người có hơn được ở chỗ này. Ở chỗ nào? Trong kinh phân biệt cúng dường, Đức Thế Tôn nói, nếu như bố thí cho loài thú được 100 lần phước thì bố thí cho người không có giới tà kiến được 1.000 lần phước. Tức là một người đó, dù cho họ có không có giới nha, và họ tà kiến như thế nào đi chăng nữa, tức là một con người họ có tệ đến như thế nào đi chăng nữa, thì họ vẫn có phước hơn loài thú. Và nếu như quý vị làm phước bố thí cúng dường đến con người đó, vẫn có nhiều phước hơn quý vị bố thí cúng dường cho loài thú. Tại vì sao? Tại vì á, thứ nhất là làm người thì có phước hơn là làm thú rồi. Cái thứ hai là loài người á, họ có nhiều cơ hội làm phước hơn. Rất là hiếm tìm được một con người nào mà trong suốt thời gian sống của họ, trừ chết yểu trong bào thai không tính, một con người suốt trong thời gian sống của họ mà chưa từng làm bất kỳ một việc thiện nào, nó hiếm dữ lắm. Nhưng mà loài thú, nó muốn làm thiện nó làm kiểu gì? Nó muốn làm phước nó làm kiểu gì? Ở chùa có mấy con chim chiều về chùa à, nhưng mà cái ấn tượng của sư nhiều nhất là nó bài tiết xuống cái con đường đi của chùa nó rất là nhiều, và mấy con chim đó nó có thể làm phước kiểu gì, hiểu không? Hiểu cái sư muốn nói không? Rồi những cái con chó nó cũng gần ở chùa đó, nhiều khi sư cũng nghĩ là nó muốn làm phước nó làm kiểu gì. Giỏi lắm thì nó thấy mấy ông sư thì nó có tình cảm với mấy ông sư thôi. Thì mấy ông sư tụng kinh thì nó cũng hay chạy lên nó nghe, nhưng mà nó nghe có hiểu hay không lại là một chuyện khác nha. Nhưng cái vấn đề nó là gì? Con chó nó rất thường hay đái bậy. Nó đái bậy lên trên ngôi bảo tháp, nó đái bậy lên trên ngôi thiền đường, nó đái bậy lên trên chỗ chư tăng ngồi. Và bất kỳ chỗ nào nó có thể tới được, bao gồm luôn cả nhỏ và lớn, nặng và tiểu. Thì rất nhiều khi sư băn khoăn là những con này nó ở chùa, rốt cuộc là cái phước nó nhiều hơn cái hay là cái tội nó nhiều hơn? Hiểu cái sư muốn nói không? Cho nên á, loài người dù sao thì họ cũng có nhiều cơ hội để họ làm phước hơn.